ខ្ញុំជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងចង្កោមមនុស្សដែលទទួលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្ទើរតែបាត់បង់ជីវិតពេលខែ2ថ្ងៃ4ហ្នឹងខ្ញុំមានការជួបជុំមិត្តភក្តិបន្ទាប់ពីខ្ញុំមកពីខេត្តវិញហើយអាថ្ងៃហ្នឹងតែមួយជាមួយគ្នាហ្នឹងខ្ញុំពេលល្ងាចឡើងខ្ញុំមានផែនលេងសំដែងនៅពេលដែលខ្ញុំចាញ់ទៅឃើញ ថាវាគៀកមកបន្ទាប់ពីគៀកមកហ្នឹងខ្ញុំមានការធ្វើការបើកបរលឿនប៉ុន្តែដល់ពេលដែលខ្ញុំចង់វ៉ាគេនៅពេលវ៉ាគេខ្ញុំបានបើកសញ្ញោវ៉ាឆ្វេងដៃនៅពេលទៅដល់ទឹមឡានគេអត់ចង់ឲ្យយើងទៅគេបានងាកគៀយើងពាក់ដៃចង្កូតម៉ូតូយើងដូច្នេះហើយបានយើងបោក នៅពេលដែលខ្ញុំបានដឹងដំណឹងនៅលើថាកូនមានគ្រោះថ្នាក់វេលាម៉ោង10យប់ខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលនឹកណាដោយគិតនឹកមិនដល់អំពីបញ្ហាហ្នឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏នីមនីរូបរះទៅទីពេទ្យទាំងយប់ហ្នឹងក្រោយពីខ្ញុំដឹងខ្លួន4យប់4ថ្ងៃហ្នឹងមកខ្ញុំងើបឡើងខ្ញុំ ឃើញមិត្តភក្តិបងប្អូនអង្គុយមើលខ្ញុំហ្នឹងដល់ហើយខ្ញុំគិតថាខ្លួនឯងមិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងដូចយើងគ្រាន់ដឹងខ្លួនឡើងយើងស្ទាបមុខអញ្ចឹងដឹងថាមុខយើងខូចខាតតែយើងអត់ដឹងថាខាងក្នុងយើងខ្ទេចអីទៀតទេណែដែលធ្លាប់ឃើញមុខស្អាតអញ្ចឹងហើយស្រាប់បែរទៅជាមុខនេះវាបាត់អស់ទៅណាបាត់អស់ទៅយើងមើលទៅដូចបាត់សាច់នឹងហ្មងណាបាត់ទៅហើយក៏មើលមុខហ្នឹងមិនដឹងថាជាមុខនឹងជ
khăn mình tên đòi à khuyên và về mọt nhóm này tớ bán sao lần lưu thằng ó cho mũi nó sạch mọt tung cho mọt tớ bán bạc riệp đồ khổ đòi à lời nó sao là sạch hay à khuyên chân ní à, à kiếm lửa chứ việc bán bạc bạc khuyên lửa đôi chân hết đọc cái dương từ phía bài tới việc nhưng cầm lăng này tục ní á về dương khăn tới việc rung lăng lửa thằng ó thầy chân tới kia cầm miếng ca vẹt cắt xịt bá tròn vía bụi thầy ạ này khuyên thuộc nét bạc à lấy cái vẹt đã đầy đầm về ô thuộc này bạc hàng tuổi nước kiến bạc qua lời chẳng mục thầy mình ha đại dương sống khăn là cảm xúc bán cứ rộng cháy chẳng cứ dừng bán thua ca rất xa vì dừng hạt CT scan và sân dây dừng bán chui tục ở chân bằng rộng để bạc thế cứ này là lẹn tình đó tình đó thấy dừng đừng ngực mình hãy mình lại thử hay đừng bán hạ chung mốc dừng đừng thua ca chui cái con toàn tiết គឺជាក្តីកង្វល់មួយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ហើយបាននឹងកំពុងតែកើតឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភផងដែរយើងសង្កេតឃើញថាគ្រួសារមួយចំនួននោះគាត់លក្ខណៈក្នុងភាពក្រីក្រនេះដល់សារជុំបង្គោលនៃគ្រួសារនឹងត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងឧបតហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺជាឧបតហេតុមួយហើយមួយវិញទៀតបានបន្សល់ទុកនៅកុមារកំព្រាបានបន្សល់ទុកនៅស្រីមេម៉ាយ ជាបញ្ហាមួយដែលជាបន្ទុកមួយរបស់សង្គមជាតិទាំងមូលផងដែរគួរឲ្យស្ដាយដែរវាជាសម្ពាធមួយដែរនៃរូបខ្ញុំពីព្រោះគ្រួសារខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកធូរធារទេជាអ្នកខ្សត់ខ្សោយមែនទែនមួយទៀតអ្នកផ្ទះខ្ញុំ
đôi mặt đai tập khôi những toàn ba mặt hai nhóm bàn thật thu của thân nạc to tiền nâng hai chỉ phiếp rung thốt bỏ dương nè phiếp rung thốt bỏ dương có bọn tay nhóm thư giả nà nhóm túc mà đây hoặc nhóm mình ái nè bạc sốt nơi chồng phúc ba thằng này câu nè còn bàn áo thập nắng cả đâu đai đọc về chăng tới nhóm kịch hà cru xa dưỡng ông nhìn lôi đầm bầy cực phung nắng tề hay vậy tới khoản tha dưỡng khinh mục dưỡng mau chăng nhóm kịch hà mến lúc nhóm hồi mò tiết nhóm chập đam và lọc này của anh ấy dưỡng mình ai về liêm ai bỏ thôi khối anh ba này cứ dương tự tua vậy coi thì liêm buộc về thấy máu và được sắp kết lực bây giờ thấy nữa rắm đôi tay bị khúc nát còn tay bật tinh lòng tình đó người ta chỉ dùng một con người ta cứu cứu được ngọt của vật chất mà thể hiện vật chất còn bạn không chơi không liên tỏ nhất liên tàn kế nó để còn tại sao còn mình để có sau mình xây mà không có người ta chỉ dùng một con khiến chất là rất ít máu chết đó và trong xong kế về nhóm thuê ca chị ba nơi đi phết nhóm miền trong nạp ở rộm chưa chạc luôn anh ta mình ai cho chanh năng là bánh hà năng đời xa miền ca trông trô bị mất phép nhạc thế nhạc còn lại thôi cá cho ra khuyên mình tên kế bàn đăng rương dưỡng vì bị bắt dưỡng đó bây giờ lấy dưỡng từ tua dân tiết khuyên tha kê ao dưỡng năng to xú đâm bấy hiệp chục chạy tới ngày một tiếng.